Tại huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, công an huyện đã tăng cường cán bộ vào các buôn vùng tâm dịch COVID-19 để tuyên truyền phòng chống dịch bệnh bằng tiếng ED đến với đồng bào. Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số buôn của huyện Krông Búc, nhất là tại buôn E Nho của xã Chư Cập Pô và buôn Đờ Rao của xã Chư Né. Đây là những chùm ca lây nhiễm phức tạp trong cộng đồng. Trước tình hình đó, huyện Krông Búc đã áp dụng chỉ thị 16 đối với toàn xã Chư Né và buôn Đờ Rao của xã Chư Cập Pô. Những ngày qua, công an huyện Krông Búc đã huy động tất cả cán bộ chiến sĩ là người ED dùng loa phóng thanh đi từng ngõ trong các buôn để tuyên truyền bằng tiếng ED cho đồng bào hiểu và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các lực lượng chức năng ở địa phương cũng tích cực hỗ trợ đáp ứng kịp thời những nhu cầu thiết yếu cho người dân trong khu vực cách ly phong tỏa.